Ồ, duyên quá chị, cái mặt duyên đúng duyên. Hình thể tốt luôn. Hình thể tốt, dạ. Máy tên gì? Con tên là Thái Hiển. Đi thi chương trình này lần nào chưa? Dạ rớt vòng 2. Dạ rớt vòng 2. Ủa thấy không? Chị chấm luôn cái trường. Chị cho nhỏ rớt luôn. Bạn diễn phụ quá tốt, có áp lực gì đâu. Diễn quá trời diễn luôn, hình thể tốt quá trời luôn. Mà nhiều khi diễn chánh nó giống như bạn diễn chánh hồi nãy, bạn bị quíu lưỡi chứ bộ. Quíu lưỡi? Quíu lưỡi, có cái khúc nói không có nghe. Tự nhiên có khúc diễn mà phải... Mà suy nghĩ nữa. Hai anh em là cho Du Liệt, ông Đường Tăng thiệt là nè. Ông khó lắm, ông Đường Tăng này khó lắm. À dạ, xin mời anh Dân. Tôi thấy bạn duyên dáng, câu chuyện thì nó cũng có những cái bất ngờ. Bạn cáo này hay anh ha. À, cái này nó có duyên. Hiện bữa là thi là làm cái vụ mà vô trong cái phòng thi đó phải không? Dạ. Bữa nay thì thấy nó khác hẳn. Chị Hương, chị nhớ tiểu phẩm đó không? Dạ không. Cái tiểu phẩm mà nhạt nhẽo mà ngồi trên bàn rồi đó, viết thi mà viết hết mực ngoài á, mà không có gì để diễn á. Rồi chị chấm rớt, chị chữ quá, chị chữ luôn đó. Chữ mà xanh mặt nhỏ về quê luôn đó chị. Trời đất ơi, em chị chửi mà không có đánh đổi vậy mà cái mặt của em tả lại nó ghê lắm nha. Thiệt á. Xanh mặt mà về quê luôn hả? Dạ, mặt tiểu phẩm nó thiệt nhạt nhẽo thiệt. Thôi đừng có ghe nó cường điệu thôi. Đó. Trời ơi, nhỏ giận luôn kìa.